Xin chào quý khách. Quý khách đang tìm dòng trà với nước xanh đẹp, hậu vị tốt, thơm cốm nhiều, vậy thì dùng ngày trà nõn tôm được sao chế biến thủ công của chúng tôi nhé. Trà nõn tôm thượng hạng của chúng tôi là những cánh trà nhỏ hái một tô một lá, rất đực nước, những búp trà thơm sâu tận trong lõi chè khi được sao bằng nhiệt của than củi, lửa lúc to lúc nhỏ, tôm quấy lúc nhanh lúc chậm, nếm, thử, cảm nhận rồi lại chờ đợi rồi điều chỉnh. Trà phải được quay đủ vòng, lửa vừa, tới khi cánh trà thật thấu trong lõi tỏa hương thơm ngào ngạt. Do đó mời quý khách mua dùng thử chén trà nõn tôm của chúng tôi để cảm nhận sự khác biệt. Quý khách mua uống hoặc biếu tặng hãy yên tâm mua ngay món quà sức khỏe này cho những người mà bạn quý trọng nhé. Bởi đây là sản phẩm trà sạch chính hiệu Tân Cương, được nghệ nhân làng nghề Việt Nam với hơn 40 năm kinh nghiệm sao ra chén trà thơm ngon đậm vị. Những búp chè cũng được chọn lọc kỹ từ vườn chè chăm sóc hữu cơ, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đến đạt tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 năm 2018. Trà nõn tôm của chúng tôi cũng là sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Đặt ngay trà nõn tôm này nhé quý khách ơi, quý khách sẽ nhận được gói trà như chúng tôi pha, có nước màu vàng sáng xanh, nhấp một ngụm trà hương thơm cốm lan tỏa trong khoang miệng, hòa quyện cùng vị chất dịu và hậu mọt đậm đà, nơi cuối họng, vị thanh mát tuyệt vời.